Cha sở con là cha xứ nhà thờ Chúng Tòa. Cha sở nhà thờ Chúng Tòa không? Dạ, cha xứ nhà thờ Chúng Tòa. Cha lớn tuổi chưa? Cha lớn tuổi. Hôm nay là ngày bao nhiêu tuổi rồi? Ngày 27. Ngày đọc kinh ha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đúng rồi. Bà ơi, hôm nay bà đến đây để bà xin chữa bệnh. Trước đây bà ở ngoài giáo xứ Thánh Tâm, nhà thờ Chánh Tòa Bán Minh Thuộc phải không? Dạ. Thì ở ngoài đó bà làm nghề gì? Dạ, con thì trước thì con may, sau rồi con buôn bán. Buôn bán gì? Dạ, buôn bán trái cây gì? Ở chợ xuống ha. Dạ. Bà bị ung thư phổi. Dạ. Nhưng mà bà có biết lý do sao bà bị ung thư phổi không? Dạ, khi cha con cũng biết. Con chỉ thấy nó đau đau bên ngực rồi. Thì con đi siêu âm rồi, con đi chụp phim thì bác sĩ nói là kêu con của con vào, nói là bây giờ cứ chờ 7 ngày để cho người ta có những cái máy móc người ta xét nghiệm, người ta cho uống thuốc cho cái chụp phim nó teo vào. Thế là con cũng đi xuống chờ đợi. Và trong quá trình 8 tháng con uống thuốc thì sau này thì con biết con càng ngày càng khó chịu, thì con có lên Chợ Rẫy vào thứ 8 là họ sử dụng chủ, họ đưa con qua bên 30/4 thì dịch của nó rất đang rất là nhiều, con đi hút dịch. Và sau 30/4 thì bác sĩ 30/4 nữa lại cho tất cả những cái dịch ở trong phổi con ra, và đồng thời bơm cho phổi thuốc gì vào để cho cái dịch nó không ra nữa, và đã trả con về viện Chợ Rẫy. Và bác sĩ cho biết là cái thuốc này nó bị kháng thuốc cho nên cái gì đi ra. Sớm là bây giờ là bác sĩ chạy luôn. Dạ, bác sĩ thì nói là có hai là có một loại thuốc. Loại thuốc thứ nhất là 120 triệu trong một tháng, và một loại thuốc thứ hai thì Ấn Độ là không, ở trong bệnh viện không có, còn muốn luồn ngoài thì bác sĩ vẫn cho, còn bác sĩ không bảo đảm. Uống luồn ngoài vẫn cho, mất tiền không? Dạ, con cũng biết đấy chứ. Nhưng mà không bảo đảm hết. Dạ. Còn 120 triệu đó là bảo đảm. Dạ, con cũng không biết. Thì lý do nào mà bà xuống đây? Dạ, thưa cha, thì trên Facebook tình cờ con về con ở với con gái, thì con thấy trên mạng gái này con gái của con mà điện thưa cha. Thì con mới thấy trên cộng đồng mạng thì cha đứng ra cùng với chị mắt ta và anh đi xe cùng với cộng đoàn, thì con mới thấy là cha chịu hiểu như thế.
thì con biết bao nhiêu con gái tôi bây giờ đó là thầy tôi xin Chúa rồi, phải lòng kính sáng Chúa cho nên chẳng có thuốc nào mà chữa đâu, tìm cái bác sĩ nữa thì cũng không hết bệnh đâu, cho nên mẹ đi xuống biết đâu phải đi xuống với con gái đi, con đi mẹ thì con gái con mới đi liên hệ thì cha đọc làm mấy luôn. Đã biết chỗ này lâu chưa? Dạ, thì con mới biết cái chuyện cộng động mạng luôn. Mới biết rồi đi liền. Dạ. Nên ta sở xin giấy về nhà nó làm sao? Dạ, thì con cũng điện về với con gái, con dâu của con á. Nó làm nó hát cái con người ta đoàn á. Thì con nói với con dâu con là vô xin cha sở một cái giấy cho mẹ để mẹ xuống cha trường mẹ chữa bệnh. Thì cha mới nói, ủa chứ xuống chữa bệnh mà cũng có giấy à? Nó nói như cha dưới này bắt buộc cha phải cái làm thì con cũng điện với cha trực tiếp mấy chuyện với cha. Bây giờ con bệnh nặng mà thuốc men thì con có tiền. Thì giờ con xin cha cứu vớt cha, cha giới thiệu cho con để con chữa bệnh. Cha nhận lời và cha ghi tờ giấy cho con. Đây là cha sở nó xí tính tỏ. Dạ. Rồi, thôi thì bà cũng kể sơ sơ về cái tình cảnh của bà nhé. Dạ. Nhưng mà bên cạnh đó thì cha cũng phải nói cho bà biết tại sao bà bị bệnh phổi nha. Thông thường thì khoa học hay là cộng đồng mạng hay là người ta hay cảnh giác cái vấn đề ung thư phổi. Thông thường thì bà thấy trên cái gói thuốc lá đó là người ta cấm hút thuốc lá, vì hút thuốc lá là gây ra ung thư phổi hay là nguy cơ ảnh hưởng đến ung thư phổi, hoặc là khói bụi bên đường ảnh hưởng đến ung thư phổi. Thế thì hai cái điều kiện này bà có làm không? Có hút thuốc lá không? Dạ con hút chỉ tích một tiếng mà con ngửi khó chịu lắm. Ngửi bà ở gần ai mà bà ngửi hoài? Thì như con trai nó hút thuốc rồi những cái anh mới hút thuốc rồi. Vậy thì bà nghĩ rằng cái đó có làm cho bà bị ung thư phổi không? Dạ con nghĩ cũng một phần nào đó. Vậy thì cái phần khác là phần nào? Và từ khác như là nếu như mình nói về động vật con ăn thì con ít ăn động vật. Con chỉ ăn cá thì thôi. Sao mà hiểu được động vật trời? Dạ con không biết ăn. Không, tự nhiên mà bà đưa qua cái thế giới động vật rồi ha. Tức là bà tự nhiên bà hiểu rằng là cái bệnh đó, cái khói thuốc hay là khói bụi bên đường gọi là những cái ngoại tại bên ngoài, cái ngoại tại là cái bên ngoài đó, nó không dễ dàng làm cho bà bị ung thư phổi. Nhưng mà cái quan trọng là cái động vật nó làm cho bà bị ung thư phổi nha. Do bởi động vật nó không phải thức ăn của con người, nhưng vì mình từ nhỏ đến lớn mình đã ăn quen rồi, bây giờ mình bỏ nó không được. Thì trong quá trình mình còn nhỏ thì mình lướt qua được, nhưng mà đến một độ tuổi nào đó cơ thể mình nó bị yếu đi thì cái thức ăn đó nó còn tồn tại, nó lưu lại trong người của mình, nó lưu lại qua dòng máu, tức là động vật nó còn lưu lại trong người của mình qua cái dòng máu. Thì lúc này đây cái dòng máu của nó là dòng máu hoạn thư, thì đương nhiên là nó sẽ ghé bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể mình. Cơ quan nào yếu nhất là nó sẽ phá ngay chỗ đó trước. Rồi nó phá dần cái tiếp. Hiện nay ở đây là cha đã nhận ca ung thư phổi này là ca thứ mấy? Ca thứ 7. Nha. Hiện nay là ca ung thư phổi này là ca thứ 7. Vậy thì trong 7 ca ung thư phổi thì có ca thì 1 tháng, có ca thì nửa tháng, có ca nào hơn tháng? À, có ca một tháng, có ca hơn tháng. Nhưng mà bà hãy nhớ một điều này nè, trong một tháng đầu thì đại đa số ung thư phổi là nó hành dữ lắm. Thì bắt đầu qua tháng thứ hai là tự động nó đi luôn, tức là nó nhẹ dần nó lướt qua là nó hết ung thư. Nhưng cái mà nó hết ung thư không phải là cái mà mình cầu nguyện cầu xin là hết nha. Cầu nguyện cầu xin đó là chuyện của mỗi người cá nhân, không có liên quan gì đến chuyện trị bệnh. Còn cái mà cha đang trị bệnh ở đây là cha trị bằng cái phác đồ điều trị. Vậy trước khi cha nói phác đồ thì cha nói chuyện này. Vậy
cái mà hôm nay bà bị ung thư đó là do bà đã ăn sai thức ăn. Mà ngay cái chỗ này chính bản thân bà cũng không biết bà ăn sai thức ăn. Do bởi là ông bà tổ tiên cha mẹ đã sanh mình ra nuôi mình lớn bằng động vật, chứ đâu phải nuôi mình lớn bằng một cái thức ăn khác, bằng cái thức ăn là con động vật, con gà, con chó, con heo, con mèo, con vịt, con tôm, con cua, con sò, con hến, con voi, con ngựa, con nai, con hươu, con chim, đủ thứ loại con động vật mà bà đã từng ăn. Vậy thì giờ đây cái dòng máu của những cái con động vật đó nó còn lưu lại trong con người của mình, và đến một ngày nào đó cái dòng máu của con vật đó nó hết hạn sử dụng thì nó sẽ phải hư. Cha lấy ví dụ, bây giờ ví dụ đây là cái bịch sữa đậu nành, ví dụ đây là bịch sữa đậu nành mà cái hạn sử dụng của nó là 1 năm. Vậy thì qua cái 1 năm đó thì cái sữa đậu nành này còn uống được không? Nó bị gì? Bị hư rồi đó. Như vậy thì trước khi nó bị hư, mình trước khi nó chưa hết hạn sử dụng mình uống vào thì không sao. Nhưng mà khi mình uống vào rồi thì cái phần nào nó phân hủy nó đi ra là đi, còn cái phần nào nó giữ lại là nó làm chất bổ dinh dưỡng, nó đi vào máu của mình. Ha, vậy thì cái phần nào nó hư là mình cũng dám uống, còn phần nào nó không hư mình uống vào thì nó làm chất bổ để mình đi vào máu nuôi dưỡng cơ thể mình. Thì đây là con động vật, thì khi mình ăn nó vào thì cái nào mà nó cơ thể mình nó phân hủy nó đẩy ra là đẩy, còn cái nào mà cơ thể mình không đẩy ra mà nạp nó thì nó trở thành chất bổ xâm nhập vào dòng máu của mình để nuôi dưỡng cơ thể mình. Và đến một ngày nào đó cái dòng máu nó hết hạn sử dụng, dòng máu động vật á giống như cái bịch thì chỗ đâu nằm nó hết hạn sử dụng thì mình phải dùng nó lên, nó dơ, nó vi khuẩn rồi, nó hôi thối rồi, nó trở thành chất độc thì mình phải dùng nó chứ mình uống nó được. Thì đến một ngày nào đó cái chất, cái dòng máu của con động vật trong cơ thể mình nó quặn hư lên, nó hư lên rồi nó hết hạn sử dụng, bây giờ mình dùng nó được không, trong dòng máu mình dùng nó được không, vậy mình làm sao? Tại là do vậy mà khi đó cái dòng máu của nó đã hòa nhập với dòng máu của mình rồi, với dòng máu cây cỏ rồi, thì bây giờ nó đã hết hạn sử dụng, nó hư thì nó hoạn hư lên, nó phá mình, nó kéo theo cái dòng máu cây cỏ của mình đi theo nó. Vậy thì nó mọc ra khối u hay là ruột già hay là thận hay là gan hay là phèo hay là phổi hay là đủ thứ trong cơ quan nội tạng của mình. Thì hiện giờ trong cơ quan nội tạng của bà có một cái nơi yếu nhất, đó là phổi, mà nó bị ung thư phổi ở giai đoạn cuối. Vậy thì cái dòng máu của con động vật nó đã hết hạn sử dụng mà nó không ra được trong cơ thể mình thì nó sẽ phá đi cơ thể của bà. Phải chi mà bà biết được điều này lúc bà 5-10 tuổi đó, thì bà tránh ăn nó thì hôm nay bà đâu có đến nỗi mà phải mang căn bệnh hiểm nghèo này, phải không? Còn nếu mà phải chi mà cách đây năm vài chục năm mà bà ăn cây cỏ mang hạt giống thì cơ thể của mình giống như là mình chứa đồ sạch không, thì nó không dễ dàng gì nó phá hại cơ thể. Nhưng vẫn phá là để khi nào có những cao bệnh khác cho giải cho phá, để cho giải mà đến ngay chỗ này thôi. Vậy cái quan trọng là cái bệnh của bà không phải là vì khối thuốc hay là vì khối bụi dọc đường hay là vì ngoại tại bên ngoài, những cái đó là những cái nhỏ, nhưng mà cái lớn là do bởi bà nạp cái dòng máu vào mình vậy. Đến ngày nó không còn hạn sử dụng nữa, nó hư đi mà nó không ra được khỏi cơ thể mình, mà nó hòa nhập với dòng máu cây cỏ của mình, thì nó sẽ hại đi cơ quan trong cơ thể của mình. Ngay cái chỗ này là cái chỗ mà bà đã bị ung thư phổi. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, dẫn bà đến đây, Chúa dẫn bà đến đây để cho bà trị bệnh ung thư phổi, thì bà phải theo phác đồ ở đây. Phát đồ ở đây mà trị hết ung thư phổi của bà với điều kiện bà phải theo ban chỉ dẫn. Giờ đây bà không được hỏi ăn cái gì, uống cái gì.
ăn cái gì, uống cái gì là do ban diện chẩn này sẽ ban, sẽ chỉ dẫn cho bà. Và bà cũng không có nhất thiết là phải đòi ăn bất kỳ cái gì. Vì ở đây ban diện chẩn này muốn trị hết ung thư phổi cho bà. Do vậy mà ban diện chẩn này biết bà ăn cái gì để hết ung thư phổi, chứ không phải là bà tự ăn được nữa. Nói tóm lại là giờ đây bà không được quyền can thiệp vào cơ thể. Ví dụ như bà thèm ăn thịt chó, thèm ăn thịt gà, thèm ăn thịt heo, bà không được can thiệp. Bà thèm bà cũng không được ăn. Để chừng nào ban diện chẩn này trị dứt cái căn bệnh của bà, rồi lúc đó bà tự quyền can thiệp vào cơ thể của bà. Còn giai đoạn này bà không được can thiệp. Ví dụ như cho bà ăn cháo trắng hôm nay, bà nói đói quá bà cũng phải nằm chịu. Hay là bà nói ăn cháo trắng vô sao mệt quá cũng phải nằm chịu. Vì ở đây chúng ta trị bệnh rồi chúng ta mới bồi dưỡng. Trên đời này không có chuyện vừa trị bệnh vừa bồi dưỡng. Bắt cá hai tay là sảy hết. Bắt cá không có gì hai tay, không có bắt cá hai tay, bắt sảy hết à. Vậy thì cái chuyện mà vừa trị bệnh vừa bồi dưỡng, chuyện này không có được. Trị bệnh là trị bệnh, sau khi hết bệnh rồi mới bồi dưỡng. Ở trên bệnh viện Kiều An đó, hay lắm. Người ta có một cái tầng gọi là tầng dành cho các khách quý, khách giàu có. Người ta để là cái nơi nghỉ dưỡng, mà trong đó có trị bệnh ha, nghỉ dưỡng và trị bệnh. Như ở đây thì trị bệnh cho bà xong rồi mới cho phép bà, sau khi bà dứt cơn bệnh rồi thì bà tự về quê hương của bà bồi dưỡng gì đó bà cứ bồi. Còn giai đoạn này đừng có nghĩ là sao tôi ốm quá, sao tôi mập quá, sao tôi yếu quá, sao tôi mệt quá. Bà mệt, bà cấp cứu thì ta có oxy cho bà cấp cứu. Bà yếu thì ta có cách cấp cứu bà. Mà bà mệt ta có cách cấp cứu. Mà bà ốm ta không cấp cứu. Ốm không phải là chết, đói không phải là chết, mà bệnh mới chết. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay trở đi, cái phác đồ điều trị ung thư này bà không còn quyền trên cơ thể bà nữa. Bà để cho ban diện chẩn này toàn quyền trên cơ thể của bà, để người ta liệu pháp làm sao đẩy lùi cái con virus ung thư ra khỏi cơ thể của bà nha. Mà muốn đẩy lùi cái con virus này thì ban diện chẩn này sẽ có cách lọc, thanh lọc cơ thể mà. Tại sao mà bà bị đạm nhiều? Bởi vì mỗi ngày bà uống sữa vô, rồi bà ăn động vật vào thì nó sẽ xì lên. Cứ bà nạp ba chất độc vào thì đương nhiên nó phải xì đàm, xì nghẹt, xì đú thứ xì. Còn mỗi ngày bà nạp cái chất tinh khiết vào thì trong cơ thể bà còn bao nhiêu chất độc từ từ nó phân hủy ra. Còn những cái chất mà bà đang nạp vào nó không có làm độc, cái chất đó nó không tồn tại là chất độc trong cơ thể bà, thì từng bước sẽ đánh tan ung thư luôn. Nhưng bà hãy nhớ rằng không phải bà xuống đây một lần là bà hết bệnh. Ở đây trị bệnh là bằng thuốc, bằng phác đồ, chứ ở đây không có trị bệnh bằng tinh di đoan. Tinh di đoan có nghĩa là gì? Dẫn bà lại chú quỳ cầu nguyện xong xuôi rồi cho bà uống ly nước về đi hết bệnh. Cái đó là tinh di đoan nha. Cái đó là tinh di đoan, tức là mê tín. Ở đây không có chuyện mê tín. Chúa ngồi ở đây, cầu nguyện hay không cầu nguyện đó là chuyện giữa bà với Chúa nha. Ở đây không khuyến khích bà là lợi đó giúp Chúa cầu nguyện, không khuyến khích chuyện này. Nhưng bà đến bà cầu nguyện, tụi này không cấm bà nha. Và ở đây tụi này sẽ đọc kinh cầu nguyện cho bà là một chuyện. Hàng đêm tụi con sẽ đọc kinh cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho bà. Hàng ngày phải trông cậy vào thuốc trực tiếp vào cơ thể của bà. Nhưng tụi này cũng chỉ làm cho bà có 50% thôi. Còn lại 50% là chính bà phải hợp tác với ban diện chẩn. Nếu bà không chịu hợp tác thì cho dù tụi này có thần tiên đi chăng nữa vẫn không chữa trị được cho bà. Bà hãy nhớ điều này kỹ nha. Đó là cái để nhắc nhở bà lý do sao bà bệnh là do bà nạp động vật. Mà
Chúa dạy chúng ta rằng là con người không được ăn thịt động vật. Nhưng tại chúng ta ăn, giờ đây chúng ta mới bệnh. Phải chi mà từ nhỏ đến lớn mình không ăn thịt động vật thì mình đâu có đến cái bệnh nặng nề như vậy. Cha lấy ví dụ bây giờ bà để một cái trái cây ở trong nhà của bà ăn không kịp thì nó sình, nó thúi, nó hôi. Nhưng mà bà để một cục động vật nó chết, nó sình trong nhà của bà, nó thúi hôi hơn trái cây không? Hôi hơn nhiều. Hôi hơn nhiều. Bởi vì nó chính là bà ăn cái trái cây mang hạt giống vào trong cơ thể mình, chính là bà uống nước trong lành. Còn bà ăn động vật vào cơ thể mình, đó là bà đang ăn sự chết. Còn cái sinh lại bởi nước và thánh thần chính là cây cỏ mà giống, mà hàng ngày chúng ta phải ăn nó vào thì nó mới tắm gội con người chúng ta. Còn hàng ngày ta ăn cái con động vật vào là ta tắm gội con người của ta bằng máu đào, bằng cái thức ăn Thượng Đế Chúa học cho. Mà chúng ta sẽ tắm gội cơ thể của chúng ta bằng máu động vật, bằng huyết đào của anh em mình. Và đến một ngày nào đó nó thúi rửa trong cơ thể của mình, nó hư đi, nó thúi trong cơ thể của mình. Lúc này đây mình không can thiệp được, mình phải dùng dược thảo mà Thượng Đế mà Thiên Chúa đã ban cho mình. Mình lấy cái dược thảo mà Chúa ban đó, mình mới can thiệp vào cơ thể. Bên cạnh đó mình cắt đi cái thức ăn động vật. Đó là chuyện nhỏ nhất. Bà chuyện nhỏ nhất thứ hai, khi bà đã lâm vào cái căn bệnh hiểm nghèo này rồi thì giờ đây bà chỉ còn đọc kinh cầu nguyện, ăn chay và làm phúc bố thí. Đây mới là vấn đề mà chúng ta đưa lên hàng đầu để chúng ta tiêu diệt cái mầm mống ung thư. Bởi vì Chúa đã dạy rất rõ rồi, các thánh tông đồ đi trừ quỷ về, các thánh tông đồ nói: thưa thầy, sao lần trước con trừ quỷ dễ quá mà lần này con trừ không được? Chúa Giêsu nói là sao? Chúa Giêsu nói cái thứ quỷ này nè phải ăn chay và cầu nguyện mới trị được hết. Nhưng mà con không ăn chay cầu nguyện con không trị được, trừ được. Vậy thì cái thứ ung thư này nè phải ăn chay và cầu nguyện mới trừ được, bị nó là một con vi trùng siêu vi trùng. Nếu mà mình dùng tiền bạc, mình dùng đức độ, mình dùng tiền bạc, mình dùng trí tuệ không trừ được. Mình phải dùng đức độ kết hợp với trí tuệ mình mới trừ. Mình dùng đức độ là gì? Là làm phúc bố thí, đọc kinh cầu nguyện. Mình dùng trí tuệ là gì? Là mình can thiệp vào cơ thể mình bằng thức ăn cây cỏ mà chứ. Chứ mình không can thiệp vào cơ thể mình bằng động vật nữa. Thì đây là dùng trí tuệ. Dùng đức độ là dùng hy sinh hãm mình, đọc kinh cầu nguyện, làm phước bố thí. Vậy chúng ta dùng hai cái điều kiện này để chúng ta đẩy lùi cái thứ quỷ này ra khỏi cơ thể chúng ta. Thì hai cái phần này chính bà phải làm 50%. Còn 50% là tụi này sẽ hợp tác với bà để diễn đẳng mỗi ngày cho bà. Thì nếu chúng ta làm được như vậy thì cha tin chắc chắn Chúa sẽ chữa lành cho bà nha. Đó là phần sẽ nhắc nhở bà. Đây cha cũng nhắc nhở con bà luôn: con ơi, má con bệnh còn con thì chưa bệnh. Con hãy nhớ nè, tháng 5 đi trước tháng 10 bước theo sau con ạ. Con và má con ăn cái gì con ăn cái đó, phải vậy không? Có khi con ăn ngon hơn má con. Lý do là má con thấy con nhỏ quá, má con cưng con, má con cho con ăn ngon hơn. Ví dụ giờ mua con gà về, mần thịt con gà ra, thì cái gì ngon nhất trong con gà thì má con có ăn không? Để cho ai ăn? Con ăn. Vậy thì con hãy nhớ cái ngon nhất trong con gà là cái gì? Theo con nghĩ là cái gì? Phải lá gan không? Không. Đùi gà. Là không biết cái gì ngon nhất là con ăn. Còn cái gì dở nhất là má con ăn. Vậy thì má con ăn cái dở nhất. Má con đang gánh một cái ung thư. Con ăn cái ngon nhất, coi chừng con gánh nặng hơn nữa không? Con chưa nghe con. Vậy cha nhắc đến con,
xe trước ngã thì xe sau phải tấp nha. Hôm nay má con bệnh như vậy, má con ăn cháo trắng là cơ thể của má con nó đang phạt má con đó, chứ không ai phạt được hết. Ngày xưa ai phạt má con ăn cháo trắng được đây? Giờ đây má con bệnh là cơ thể nó phạt, cái sự chết nó phạt má con. Nếu má con hy sinh hãm mình ăn cháo trắng được thì cái sự sống nó sẽ giữ lại. Còn nếu má con mà cương quyết không ăn cháo trắng để trị bệnh được thì sự chết nó lâu đi nha. Bà chỉ hiểu như đó. Còn riêng con, má con bệnh thì con chưa bệnh chứ không phải là con. Một ngày nào đó cơ thể con nó yếu đi rồi, nhất định con cũng sẽ có một chứng bệnh cụ thể nha. Cả nhắc con như vậy, bắt đầu từ hôm nay con về con suy nghĩ cái gì? Bớt ăn động vật. Cha nghĩ rằng nó không phải thức ăn của con thì con nên không ăn nó cho nên bớt. Nhưng mà vì con là người đầu tiên từ 30 thuộc vô đây, con có biết gì chuyện này. Trong khi thế giới người ta đã hiểu ăn động vật bệnh hết trơn, còn con chưa hiểu gì hết. Con thấy là con người duy nhất chưa? Trong khi là cả thế giới này người ta hiểu hết 2/3 rồi, người ta bỏ nó 2/3 rồi, còn con bây giờ con chưa hiểu gì hết. Mà tại sao cha xứ con không dạy chỗ này? Đây là cha xứ nhà thờ chánh tòa ban mê thuộc lớn lắm. Cha xứ con ăn gì? Không biết thì cũng ăn thịt ông dặn cho con thôi. Rồi một ngày nào đó cha xứ con cũng sẽ giống như con, sẽ giống y như vậy con à. Vì tất cả mọi người đã ăn sai thức ăn rồi. Một ngày nào đó cha xứ con hiểu ra, cha xứ con cũng chạy tét luôn. Giờ bà thấy bà chạy chưa? Chạy tét rồi phải không? Vì bà bệnh mà mới biết bà ăn sai thức ăn. Những người chưa bệnh chưa thấy quan tài chưa khóc, phải không? Gọi là chưa thấy cái quan tài chưa có đổ lệ. Tới chừng mà thấy cái quan tài ở đó rồi, hỏi quan tài để đâu vậy? Chờ mày em khóc liền không? Chờ mày vô ngồi trong đó khóc liền không? Vậy cái người bệnh ung thư có phải là thấy quan tài chưa? Thấy rồi phải không? Nhưng mà chưa bước vô được thôi. Vậy thì mình đến đây mà mình theo cái phác đồ này là Chúa sẽ dừng mình lại. Chúa dừng mình không bước vô quan tài, mình phải tin điều đó. Mình phải tin điều này nha. Vậy thì những lời cha nhắc hôm nay để mình tránh đi cái quan tài, giờ này chưa xứng đáng vô đây nằm. Mình thấy cái quan tài mình nói giờ này tao chưa xứng đáng vô quan tài nằm, giờ này tao chưa xứng đáng bị ung thư, nhưng tao hiểu được rồi, tao sẽ đẩy lùi ung thư liền bằng cách là con ăn cây cỏ mà hạt giống. Sau này con khỏe lên rồi, con về con nhắc cho cha xứ con: cha ơi, cha đừng ăn động vật, cha ăn động vật sớm muộn cha cũng bệnh như con, hoặc là cha cũng bệnh ung thư gì đó. Vì kinh nghiệm của con này cha, con đã ăn mấy chục năm nay con bệnh mà cha đâu có tài hơn con nha. Hãy nhắc cho các cha biết để các ngài sửa mình nha. Không phải các ngài không sửa, nhưng các ngài chưa hiểu chỗ này, chứ không phải các ngài không sửa mà các ngài chưa hiểu. Đến khi hiểu ra đã muộn màng rồi, khi hiểu ra chết cả cuộc đời, còn gì đâu mà ăn năn sám hối, đâu còn giờ để mà ăn năn sám hối. Đó nè, đó là những cái ta nhắc nha. Vậy thì hôm nay về phía làm hồ sơ thì hồ sơ của bà có đầy đủ. Thứ nhất là bà có giấy giới thiệu của cha xứ, thứ hai là bà có giấy chứng minh nhân dân, thứ ba là bà có hồ sơ bệnh án của bệnh viện Chợ Rẫy nè, khoa hóa trị xạ trị nè, rồi bà có bệnh viện Phạm Ngọc Thạch nữa phải không? Hoàn hảo rồi, trung tâm ung bú nè, huyết học nữa nè. Nói chung là giờ bệnh viện nào cũng là bệnh viện lớn nhất ở nước Việt Nam này, chạy bà sạch. Thứ nhất Chợ Rẫy, thứ hai là huyết học, thứ ba là Hoàn hảo, thứ bốn 30/4 Phạm Ngọc Thạch gì đó, nó chạy náo bà ta rồi nha. Rồi vậy đây là cái bộ hồ sơ để kết luận rằng bà là người ung thư phổi giai đoạn cuối. Thôi thì bây giờ cha khuyên bà cuối cùng, bà phải nghe lời cha nghe. Bà không nghe lời cha nữa thì cha cũng sẽ bó tay thôi, cha không thể giúp bà được cái gì nữa nha. Bây giờ cha sẽ đọc cái giấy giới thiệu mà cha xứ của bà giới thiệu cho bà nhé. Giáo phận ban mê thuộc, giáo xứ thân tâm, giấy giới thiệu
kính gửi cha Phi Đô Nguyễn Văn Tường, Trà Vinh, trân trọng giới thiệu Maria Nguyễn Thị Liên, 67 tuổi, nguyên quán giáo xứ Thánh Tâm, giáo phận 30, nay cấp giấy này để xin cha chữa bệnh cho bà cụ. Giáo xứ Thánh Tâm ngày 15 tháng 6 2018, linh mục quản xứ ký tên Du Xe Trịnh Văn Thăng, Đống Ngọc. Đây là cha xứ nhà thờ chánh tòa Ban Quy Thuộc. À, khi bà cầm được cái giấy này thì cha nhắc thêm rằng là bà phải cảm ơn cha xứ của mình, vì cha xứ của mình đã rất thương mình để mà đưa mình đến đây chữa trị. Vậy cha xứ bà đưa bà đến đây thì điều mà cha xứ mong mỏi là bà được hết bệnh. Như vậy bà không có đơn giản mà trị nửa chừng bỏ chạy. Đó là phụ lòng cha xứ của mình nha. Vậy bà phải ráng chữa trị cho dứt cái căn ung thư phổi rồi hả, về đem niềm vui, đem tin vui, đem tất cả về cho cha xứ của mình. Vài ngày mà bà hết bệnh, cha cũng sẽ ký một cái giấy hồi báo cho cha xứ của bà, để nhắc nhở với cha xứ bà rằng là cha xứ phải nhắc nhở bà sống như thế nào cho đúng cái con đường mà Chúa dạy là ăn cái cỏ hàng giống, để bà không phải mắc cái cơn bệnh này nữa. Bên cạnh đó, cha cũng sẽ cảm ơn cha xứ của bà là một vị linh mục quản xứ nhà thờ chứng tỏ rất là thánh thiện, đã gửi con chiên đến cha Tường để chữa trị. Cha cũng cảm ơn cha xứ, và có ngày nào đó cha rảnh rỗi, cha bớt bệnh nhân thì cha cũng sẽ đến thăm cha xứ của bà. Ha, bà thấy có nên không? Bà thấy có cho nên cho cha đến thăm cha xứ không? Nên phải không? À, rồi vậy thì chừng nào bà khỏe cho đi nhé. Hứa là mắc à? Hứa là mắc liền đó. Không hứa thôi, hứa là mắc liền. Quan trọng dữ lắm à. Nhưng mà hết cho đi nha, nhất định cho đi. Ban Quy Thuộc một lần cho biết, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn, thấy không? Đi cho biết đó biết đây. Bây giờ khi vô đây rồi, cha cấp cho bà một cái thẻ bài. Thẻ bài này nó có một cái quyết định rằng là bà vô đây khám chữa bệnh tự do, không ai có quyền cản trở bà. Dạ. Trừ ban viện chẳng này cản trở bà. Dạ. Hiện tại bà khám cho đến khi nào bà hết bệnh, không ai có quyền cản trở bà. Dạ. Nha. Đó là cha cấp cho bà thẻ bài này. Nha. Vậy đây là bộ hồ sơ đã xong, bên ngoài giao lại cho thầy Tâm và thầy Thanh nha. Bây giờ tới bộ hồ sơ bên trong. Khi bà đến đây bà làm hồ sơ khám bệnh thì bà sẽ có cái giấy là đơn xin khám chữa bệnh. Ở trong cái đơn xin khám chữa bệnh này nói rõ lý do là do bởi bà đang mang một cái căn bệnh hiểm nghèo mà không có thuốc chữa trị. Hiện nay các bác sĩ trên trần gian bó tay với bà là không có thuốc, mà có một cái loại thuốc là 50 triệu, 120 triệu, bảo hiểm còn 100 triệu, nhưng mà bác sĩ vẫn không cam kết với bà là chích một mũi nó vô là bà hết, phải vậy không? Thuốc uống thôi, nhưng mà bác sĩ vẫn không cho rằng là uống cái đó là hết bệnh, nhưng mà bảo hiểm còn 100 triệu. Như vậy rõ ràng là bà không có tiền trả chữa, và thuốc có uống vào cũng không cam đoan là hết. Như vậy rõ ràng uống 100 triệu vô mà không hết có nghĩa là không có thuốc chữa trị hết. Dạ. Vậy ở đây có thuốc chữa trị cho bà. Dạ. Bà thấy có phải là thánh ý của Chúa không? Dạ. Ở đây sẽ có thuốc chữa trị cho bà. Bằng chứng là bà đã ngủ nhà trọ một đêm. Dạ. Bà đã tham khảo những người bị ung thư phổi rồi. Dạ. Bà có thấy người ta bớt không? Dạ. Vậy bà thấy có niềm vui cho bà chưa? Dạ. Phải không? Dạ. Đó là niềm vui mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại, cho những người mà đã đi sai đường, giờ đây Chúa an ủi họ trở lại. Chính là bà đã đi sai đường, là ăn động vật, là đi sai đường. Giờ đây bà gặp được cha Tường, có nghĩa là Chúa đã dẫn dắt bà đi ra khỏi cái con đường ăn động vật, trở về con đường ăn cây cỏ để bà được hết bệnh nha. Vậy bà phải ký vào miếng giấy này, để khi bà trị bệnh rồi, ở đây không đòi tiền bà. Yeah. Quan trọng chỗ này dữ lắm à. Yeah. Để nó trị hết bệnh bà, nó nói trời ơi hôm đó bệnh viện quất 100 triệu mũi thuốc, giờ quất 200. Bà truyền tiền đâu trả nổi. Yeah. Thế nè, vậy bà có nên ký vô đây không? Yeah. Nên quá phải không? Yeah. À, hơn nữa,
ký vào trong này để nói rằng cha không có rủ bà về đây, mà chính cha xứ đã đưa bà về đây nhé. Cha xứ nhà thờ Chánh Tòa Ban Nguyên Thuộc đã gửi bà về đây để chữa trị nha. Đó, vậy thì bà nên ký vô đây ha. Có nên ký không? Rồi vậy. Đưa bà ký vô. Rồi, bây giờ bà còn một cái giấy cam kết khám bệnh. Trong cái giấy cam kết khám bệnh này rất là khó. Cái khó đầu tiên là khi bà ký vô đây là bà trật cái phát đồ này là bà bị đuổi ngay. Cha mới vừa đuổi ba người. Tuy cái bà ung thư tỷ đó, bà đã đi khám lại ở trung tâm hòa hảo, là bà đã tạm gọi là bà chỉ còn uống thuốc thời gian nữa là bà hết ung thư tỷ. Nhưng cha vẫn nuôi bà như thế. Bởi vì bà đã đi trật cái phát đồ của cha. Vậy trong cái giấy cam kết này rất quan trọng. Cái cam kết đầu tiên là bà không được sai phạm với ban diện chẩn. Mỗi ngày ban diện chẩn dặn bà cái gì bà phải làm theo cái đó. Một cái cam kết cuối cùng lớn nhất là khi cái căn bệnh của bà là căn bệnh không còn thuốc chữa chữa, mà không biết rằng bà ở đây 5-10 tháng mới hết bệnh, mà lỡ nửa đêm bà bị trúng gió bà chết, thì người ở đây không thường cho bà được. Như vậy bà phải ký vào đây, chết không ở tù, chết không thưa kiện thì cha mới chữa cho bà. Bà đồng ý không? Con đồng ý không? Hả? Con là con gái phải không? Con gái thứ mấy? Thứ ba. Như vậy hai mẹ con có đồng ý là khi chữa trị mà lỡ có xảy ra trúng gió hay là đau bệnh gì đó, chết bất đắc kỳ tử là không được thưa ở bên ban diện chẩn này. Thì cha mới chữa trị. Đồng ý nha. Chắc chắn không? Chắc chắn chỉ vô. Chỉ rồi. Chứ cha không ép nha. Con ký vô. Con ghi chữ ở dưới nè. Con đại diện cho gia đình. Con đại diện cho gia đình. Cho gia đình con ký tên bảo lãnh cho mẹ, bảo lãnh cho mẹ nếu mẹ con có chết bất đắc kỳ tử. Gia đình con không được thưa kiện. Chấm. Con là thánh họ nhà tên. Rồi nha, như vậy là con đã, do bởi con viết trong dài là bởi vì con có mình con đi à. Đáng lẽ mà con có một người nữa thì cha không cho viết trong dài. Còn giờ có mình con đi, con nói cha ép con chết cha luôn cũng được. Cha sợ vụ này dữ lắm nha con. Tuy cha biết cha chữa là có hiệu quả, nhưng mà trên đời này không biết chuyện gì xảy ra con ơi. Nha, nguy hiểm cho cha rồi, còn nhiều người lỡ cha đi ở tù ai chữa người khác. Đó nè. Đó, nhưng mà đâu phải mình nói mình ký vậy là mình mong đã chết con.
nhưng mà phải có như cha nói con nghe bây giờ, cha chữa bệnh cho mẹ con không lấy tiền mà mẹ con cũng phải ký tên vô nữa. Để mai mốt mẹ con hết bệnh những người khác ra đòi tiền sao được, mẹ con rút cái này ra, ủa ông đòi tiền tôi, đây giấy tôi ký đây, phải không? Chỉ cần chữa không lấy tiền mẹ con thôi là mẹ con cũng phải ký tên vô để xác nhận rằng mai mốt ai đòi bà như đưa giấy này ra nghe. Thì cái chuyện bệnh tật cũng vậy, lỡ cái chết chóc cha gánh không nổi nha. Cha xứ gửi về đây, cha xứ nó không chữa bệnh cho con chiên tôi sao chết queo rồi, thôi cha gánh không nổi con ơi, ý rồi bán viện chẳng cũng phải ký luôn. Bà đã từng coi những cái clip này chưa? Cũng biết rồi hết rồi phải không? Con có coi chưa? Con cũng biết rồi phải không? Cái quan trọng nhất là coi coi, nhưng mà cái quan trọng con đến nhà trọ con xác định bệnh nhân khỏe đúng không? Thì bà cũng phải hy vọng rằng bà cũng sẽ khỏe như mọi người nha. Kể cả cha cũng ký tên vô đây nha. Bữa nay ông quản nhiệm đi phun thuốc ung thư vú cho một bệnh nhân ở bên đó, cho nên không có ngồi diện kiến được, không ngồi chứng kiến được, thì cha với hai ban diễn chẳng này có hai thầy ngồi chứng kiến nha. Rồi, cha ký tên vô đây thì cha là người đầu tàu chịu trách nhiệm nha. Cha ký rồi, cha có không chạy đâu được hết á. Tất cả cùng lên xuồng để trị cho bà. Vậy điều cuối cùng mà cha khuyên bà không được đi sai phác đồ. Đi sai là đuổi ngay, vì cha đã đuổi ba người rồi. Thì cha có đuổi thêm bà không có lạ đâu nha. Có đuổi thêm người đó không có lạ lắm gì nha. Rồi, vậy thì cha giao hồ sơ này lại cho thầy Thanh và thầy Tâm nha, tự diện chẩn điều khiển liệu pháp cho bà cụ này. Bà có ý kiến gì nữa không? Dạ con. Con có ý kiến gì không? Vậy thì mình đọc kinh nha. Dạ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, như đại có tướng vô cùng bây giờ và hằng có và chúng con cầu gì danh Chúa nhân từ cho các bạn linh hồn. Sáng láng vui vẻ vô cùng, amen. Là Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã nghe chúng con cầu khẩn, xin Chúa chữa lành cho bệnh nhân này. Chúng con mong ước Chúa sẽ nhậm lời chúng con, và chúng con cùng bệnh nhân sẽ quyết tâm trị cho bằng được, chờ đợi ơn Chúa chữa lành nữa. Đó là lòng muốn của chúng con. Còn phần của chúng con thì chúng con quyết chí giữa ban diễn chẳng và bệnh nhân, quyết lòng trị cho bằng được. Vậy khúc sau chúng con xin Chúa bù đắp cho niềm tin của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thôi cha chúc lành cho ban diễn chẳng và bệnh nhân nhé. Rồi mọi người hãy theo phác đồ mà trị nhé. Xin cảm ơn.